Cuộc sống quê xin chào tất cả các bạn nha. Thì đã lâu rồi mình không có ra video các bạn. Thì hôm nay nhân dịp cuối tuần thì mình được nghỉ, mình đi nhà. Thì hôm nay mình sẽ ra một video giới thiệu về một đặc sản của quê hương Trà Vinh. Nói tới quê hương Trà Vinh, nói tới Cầu Kè thì có rất nhiều đặc sản, nhưng trong đó đặc biệt nhất đó là dừa sáp các bạn. Thì hôm nay thì mình có một trái dừa sáp các bạn, tuy nó nhỏ thôi. Trái dừa sáp này nó hơi nhỏ nhưng mà rất là ngon nha các bạn, đặc biệt là nó rất là đặc, gọi là sáp đặc á, nó nhỏ nhưng mà nó đặc, nước nó kẹo luôn các bạn. Thì hôm nay mình sẽ làm một món dừa sáp dầm, chứ không phải là xay nha các bạn. Mình sẽ làm dừa sáp dầm để ăn. Đây, để cho các bạn xem cái dừa sáp nha. Đấy, rất là đặc luôn các bạn, nó kẹo luôn, thấy không, kẹo dẻo luôn đó. Bây giờ đặt kẹo luôn này. Bây giờ mình sẽ tiến hành làm nha các bạn. Đã chuẩn bị clean nha các bạn. Làm như sao? Nước nó đặc các bạn. Các bạn xem nước nó kẹo cái này nha. Đây nè, kẹo dẻo luôn các bạn. Này mình sẽ chất cho từng miếng nha các bạn. Đây. Đây. Mình sẽ nạo ra từng miếng. Đây, đổ vô các bạn. Như vậy đủ rồi. Có mình ăn rồi các bạn ơi. Nhà ai cũng hôn lời dưa sáp ngán ở đây, giờ có mình ăn thôi. Đây. Mình đã nạo hết dưa sáp vô trong cái ly này nha các bạn. Để cho nó ngon hơn thì mình thêm nó xíu sữa các bạn ơi. Tuy là dưa sáp nó đã béo rồi nhưng mà nó không có cái vị ngọt đó các bạn. Nên mình thêm xíu sữa bò vô. Khuyến cáo các bạn ăn món này chỉ dành cho những người mà gầy ốm thôi nha các bạn, những người nào mà muốn tăng cân á, còn những người mà cơ bản đã có ký rồi thì ăn này nhiều chắc ly này chắc lên được chừng ký nữa các bạn, béo dữ lắm luôn. Đấy, rồi mình chọn lên, chọn lên cho nó đều luôn nha. Dừa sáp làm như vậy thì nó sẽ đỡ ngán hơn là các bạn xay ra giống như sinh tố nha các bạn. Xay ra giống như sinh tố thì nó rất là béo. Và đặc biệt cái món này để cho nó có để nó thơm ngon hơn thì chúng ta cho vô một ít đậu phộng nữa nha các bạn. Đây. Cho vô một ít đậu phộng rang nữa. Nó còn rồi. Và cuối cùng là nước đá nha các bạn. Nước đá. Nước đá đặc nhiễm nha. Bỏ tùm lum cho nè.
Đấy. Cực đã luôn. Nó trộn lên để nó lạnh đều và thưởng thức thôi các bạn ơi. Nhìn thấy là biết lên ký nữa đó. Rồi cả nhà ăn cùng mình ly dừa sáp dầm này nha các bạn, cả nhà. Đây. Rất là ngon luôn nha. Nhìn thấy là nó biết là chuẩn bị tăng cân nữa đó cả nhà ơi. Ăn hết ly này là tăng cân luôn á. Béo. Dừa béo và thêm sữa nữa, béo không chết. Quá trời béo rồi. Có đậu phộng vô ăn nó không ngán. Thơm thơm. Thơm thơm mùi đậu phộng gan. Ăn nguyên miếng dừa như vậy thì nó đỡ ngán hơn là các bạn sẽ sinh tố nha các bạn. Sinh tố ra thì nó rất là ngán. Mùi thơm của sữa. Dừa béo của dừa. Dừa sáp này đặc biệt rất là béo các bạn. Mà mình làm dầm cái gì nó có cơm dừa nó có cục ăn nó dẻo dẻo ngon các bạn. Ngon hơn là mình xay sinh tố các bạn. Ăn như vậy rất là ngon. Mình không thích xay sinh tố đâu. Sinh tố ra nó béo quá. Ăn nó khó ăn. Thích ăn dầm vậy nè. Quá các bạn. Rồi bây giờ mình kết thúc tại đây nha các bạn. Thì mình cũng có, nếu các bạn nào có nhu cầu mua dừa thì cứ inbox phía dưới cho mình nha. Mình sẽ cung cấp sỉ lẻ cho các bạn. Giá hữu nghị. Nha các bạn. Dừa sáp thì mình cũng không có thường xuyên, nhưng mà nếu mà các bạn nào có nhu cầu ăn thì các bạn inbox trước cho mình để mình đến khi có dừa thì mình sẽ gửi cho các bạn. Các bạn inbox điện thoại địa chỉ luôn nha. Khi nào mà mình có dừa mình sẽ gửi cho các bạn. Còn bây giờ mình kết thúc tại đây nha. Chào tất cả các bạn.